Các bạn biết không, vừa rồi mình xem trên YouTube á, mình thấy có một cái đoạn clip những người tài xế mà xe tải đó, khi mà thấy xe cứu thương á, người ta chạy òe òe qua đó thì họ chặn đường, họ không cho xe cứu thương đi thì xe cứu thương mới chặn đường lại. Thì mới hỏi ra thì anh tài xế xe tải này đòi quýnh cái anh tài xế xe cứu thương. Ở bên Mỹ này á nha các bạn, nếu như mà mình mà chạy xe trên đường mình nghe tiếng xe cứu thương òe òe mà mình không ngừng lại á, thì họ sẽ chụp hình cái bảng số xe của mình lại, rồi họ sẽ đưa bạn một cái số tiền phạt rất lớn. Và sau đó họ sẽ đưa bạn ra tòa, bởi vì mình cản trở người thi hành công vụ mà thậm chí nó rất là nguy hiểm đến tính mạng của người khác các bạn. Cái đó gọi là lịch sự các bạn.